Thưa quý vị, thưa các bạn, được sự hỗ trợ của chính phủ Australia, Bộ Công Thương và Ngân hàng Thế giới VKB đã phối hợp khởi động việc xây dựng cổng thông tin điện tử FTA Portal từ tháng 2 năm 2019. Sau 2 năm triển khai, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng các chuyên gia của Bộ Công Thương và Ngân hàng Thế giới đã hoàn tất các công việc cuối cùng để khai trương cổng thông tin điện tử FTAP đầu tiên của Việt Nam tại địa chỉ http://fta.moit.gov.vn. Được biết, hiện Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do FTA khu vực và song phương. Trong số các FTA này, có 3 FTA thế hệ mới là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Việc tham gia các FTA có thể nói Việt Nam đã thiết lập được quan hệ thương mại tự do với hầu hết các nước đối tác quan trọng nhất trên thế giới, trừ Hoa Kỳ, tạo cơ sở vững chắc cho việc tăng cường và thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư song phương, cũng như tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế trong khu vực và trên toàn cầu. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0, thì ý tưởng về một cổng thông tin điện tử về FTA của Việt Nam cho phép doanh nghiệp có thể tra cứu tất cả các thông tin cần thiết, đặc biệt là cam kết liên quan đến thuế, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và đầu tư, vân vân, là vô cùng cần thiết. Với sự hỗ trợ của chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới VKB, cổng thông tin điện tử của các FTA Việt Nam đã được xây dựng trên mô hình của cổng thông tin điện tử FTA của chính phủ Australia. Với việc hình thành cổng thông tin điện tử về các FTA Việt Nam, đây là lần đầu tiên Việt Nam có được một công cụ tra cứu các cam kết FTA và các thông tin liên quan một cách thông minh, tiên tiến, có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp cộng đồng doanh nghiệp và người dân tận dụng tối đa cơ hội từ các FTA mà Việt Nam đã tham gia, gửi đi thông điệp quan trọng về quyết tâm của chính phủ Việt Nam trong việc thực thi các FTA một cách hiệu quả nhất thông qua các tính năng quan trọng. FTAP lấy doanh nghiệp và người dân làm trọng tâm để thực hiện các mục tiêu chính sau: nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi các FTA của Việt Nam, từ đó đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam trong hệ thống thương mại toàn cầu, hiện thực hóa và tận dụng tối đa lợi ích của các FTA, đảm bảo hiệu suất và hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích của cơ quan nhà nước tới doanh nghiệp và người dân về các cam kết của Việt Nam trong các FTA. Các dữ liệu, thông tin trên được hiển thị dưới dạng song ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh. Cổng thông tin điện tử này cho phép doanh nghiệp và người dân tra cứu ra kết quả mức thuế, lộ trình cắt giảm thuế đối với từng mặt hàng cụ thể theo các FTA của Việt Nam với các đối tác, đặc điểm quy mô thị trường, quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi và các thủ tục cần thực hiện và các biện pháp phi thuế mà doanh nghiệp cần lưu ý trong quá trình xuất nhập khẩu mặt hàng đó. Về thương mại dịch vụ và đầu tư, cổng thông tin điện tử này cho phép doanh nghiệp và người dân tra cứu ra kết quả cam kết mở cửa thị trường dịch vụ, đầu tư liên quan tới ngành, phân ngành dịch vụ hoặc phi dịch vụ theo từng phương thức cung cấp dịch vụ, cũng như thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật, cam kết và hiện hành có liên quan. Cổng thông tin http://fta.moit.gov.vn với giao diện thân thiện, khoa học, tạo sự thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng sẽ là địa chỉ cung cấp tra cứu trực tuyến thông minh cho cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm đối với cam kết của tất cả các FTA mà Việt Nam tham gia. Công cụ tra cứu được thiết kế cho cổng thông tin cho phép bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp nào quan tâm đến các cam kết FTA có thể tiếp cận và hướng dẫn trực tuyến một cách chi tiết, rõ ràng và đơn giản nhất có thể. Thay vì phải tự tìm tòi hoặc liên hệ nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau để có được thông tin mình cần, việc này sẽ giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí, giúp cho các doanh nghiệp tận dụng được một cách hiệu quả nhất các cơ hội mang lại từ các FTA mà Việt Nam tham gia. Từ một cái thực tiễn chúng ta trong quá trình hội nhập vừa qua thì luôn luôn một trong những cái nhiệm vụ quan trọng mà chính phủ đã xác định và yêu cầu phải làm cho tốt, đấy là công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và hướng dẫn cho người dân cũng như là cộng đồng doanh nghiệp về các hiệp định thương mại tự do. Thế nhưng tuy nhiên thì quá trình làm trong thời gian vừa qua của chúng ta, kể từ những cái bước đi ban đầu trong cái tổ chức thương mại thế giới khi chúng ta tham gia cho đến các cái khung khổ hiệp định của APTA với ASEAN hay là hàng loạt những hiệp định thương mại sau này, thì chúng ta thấy chúng ta luôn luôn có một cái bất cập và một cái tồn tại nó kéo dài lâu, đó là cái hiểu biết và nhận thức của người dân cũng như đặc biệt là của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
thì dường như còn rất hạn chế. Bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, và những cái chuyển đổi số và những cái nền tảng số đã được thiết lập. Và đối với Việt Nam thì chúng ta cũng không đứng ngoài cuộc. Và chính vì vậy thì các cái câu chuyện liên quan đến cái hỗ trợ và trong công tác hội nhập thông qua cái việc cung cấp phổ biến pháp luật cũng cần phải được thay đổi theo cái định hướng này và theo cái xu thế này. Chính vì vậy thì cái ý tưởng này đã được cụ thể hóa thành cái đề án và được báo cáo Thủ tướng, và Thủ tướng đã quyết định để từ đầu tháng 2 năm 2019 để triển khai thực hiện cái đề án này. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, năm 2021, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện các vấn đề kỹ thuật tồn tại để chính thức nhận chuyển giao FTAP từ Ngân hàng Thế giới, triển khai việc kết nối với các trang thông tin liên quan đến các cổng thông tin điện tử của các bộ ngành, địa phương và các hiệp hội ngành hàng, đồng thời tập trung hoàn thiện, nâng cấp và xử lý các vấn đề tồn tại về mặt hệ thống của FTAP, nâng cấp khả năng bảo mật và an ninh hệ thống đảm bảo hiệu suất và hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích của cơ quan nhà nước tới doanh nghiệp và người dân về các cam kết của Việt Nam trong các FTA. Trong giai đoạn 2022 đến 2025, FTAP sẽ được tập trung phân tích, xây dựng và đăng tải bộ dữ liệu trong các FTA còn lại mà Việt Nam là thành viên, đặt mục tiêu các doanh nghiệp và người dân có thể truy cập và tìm kiếm thông tin cho tất cả các FTA mà Việt Nam đã tham gia. Đến giai đoạn sau 2025, FTAP sẽ tiếp tục được nâng cấp và phát triển các tính năng mới của FTAP để nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dùng, tiếp tục cập nhật các bài viết thông tin chính sách, số liệu, các khóa đào tạo tập huấn liên quan đến các FTA của Việt Nam.